Ok, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Elsu, một vị tướng xạ thủ mới ra mắt của Liên Quân Mobile. Đấy, mới vào thôi đã hi anh Hảo rồi. Hello anh Hảo chứ, hello man. Trời ơi, sướng quá. Trời ơi, tôi vào tôi test tướng thử coi thì đã gặp người quen ngon ngay. Ok, vị tướng Elsu này mình nghĩ rằng mới vào thôi mà. Mới vào Oma làm quá vậy. Làm quá vậy man. Làm quá vậy. Ôi, tụng biến đã. Trời ơi, nó đã ăn nữa, trúng nữa kìa. Chơi nó luôn nè. Chơi nó đâu. Bắn nó, kéo nó, đúng rồi, quá hay. Đấy, mình sẽ tăng cái chung một trước để mình đặt cái kiểu như cái tầm nhìn ở trong cái bụi lùm thôi. Đó, thì mình kiểu khó chịu quá mọi người ạ. Mới vào mà đã hành hạ mình rồi. Méo đỡ đàm cho cái. Mình có chết đâu mà lo. Trời ơi, yếu thế. Khóc gì mà khóc quá, trời khóc luôn. Này đúp trong này. Đúp này, ôi ôi, bắn ghê quá. Mà không trúng ai, ghê thì chứ. Trời ơi, trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ test tướng của vị tướng Elsu này. Xem vị tướng này nó chơi nó mạnh như thế nào nhá. Này, cướp bùa này, méo thì tin được. Bắn thế mà ngụt nữa. Cái con này mình thấy nó khó chơi sao ấy. Ôi ôi, pháo kìa. Trời ơi. Ôi ôi, nguy hiểm quá. Chạy. Bắn này. Bùm, một nhát. Trúng chưa vậy? Khóc đi. Cái trang bị của vị tướng này thì mình nghĩ rằng thì lên mặc định cho nó đi ha. Mặc định của nó chắc là nó mạnh sẵn rồi. Mình cũng chả biết trang bị thế nào cho hợp lý nữa. Nhưng mà vị tướng này, Elsu này thì nó không có lên trang bị là chí mạng nha mọi người. Tại vì con tướng này nó không có chí mạng, nó chỉ có công vật lý thôi. Bao nhiêu tỷ lệ chí mạng thì nó chuyển hết qua công vật lý luôn cho mình luôn. Ngon. Đó, thả đây một cục này đó, người thấy thông minh không? Thả quá đẹp luôn đấy. Con này đi đường giữa mình nghĩ cũng hợp lý nữa. Mà đi đường rồng cũng hợp lý nữa. Đi rừng thì mình không biết sao. Tại vì mình chưa dám thử đi rừng. Đây là trận đấu hạng của mình đầu tiên về vị tướng Elsu này. Trận đầu tiên luôn, mình thì mình không có test. Đánh thường, đánh nhiếc gì hết trơn đấy. Wow, trời ơi, mẹ ơi. Ra nó đấm, đấy. Núp này. Ra thì nó đấm, Oma thì nó đẩy, Slim thì nó phóng. Ôi mẹ ơi, tôi khổ quá cơ. Đó, thả một con chip vào đây. Ăn rồng chơi. Eo ơi, ông kia ông bị mình bắn vào phát đau hết cả cây máu luôn kìa. Cả nửa cây máu quéo con cua luôn kìa. Rồi bắt con rồng rồi, eo ơi. Ôi ôi. Núp này. Một bắn vào đầu này, bắn nè. Hay quá, Alice đã hạ gục được vị tướng Oma rồi. Yeah, come on. Trời ơi, em test tướng thôi mà mấy anh cứ căng cơ. Khổ thế cơ chứ. Mọi người đã bị ai đã mua vị tướng Elsu mà test chưa? Này thì đấu với cả đầu gấu này. Pháo kìa, thế mà trúng kìa má ơi. Bắn xàm thế mà trúng trời. Ôi mình tưởng không trúng vào đây chứ. Mẹ này đấu với cả đầu gấu này. Chiêu 2 của vị tướng Elsu này mình thấy nó khá là mạnh. Bắn rất là sướng luôn. Nó giống như là cái chiêu 1 của vị tướng Joker ấy. Nó giống như vậy ấy. Nhưng mà Joker thì nó không có ngắm. Và cái con tướng, vị tướng Elsu này thì nó đứng nó ngắm, nó gồng. Nó bắn có thể bên phải bên trái được, giai đoạn khá là nhanh. Nhưng mà sợ người ta đã biết hướng rồi. Ôi ôi hay quá. Chơi nó, đâu quá, chơi nó anh ơi. Bắn nó, ôi ôi tốc biến quá đẹp luôn. Hãy xem đây. Úi xồi, bắn thế mà không chết trời. Chiêu cuối vậy luôn mà không chết. Wow. Đúng là châu bò có khác. Nhưng mà không chết thì mình bắn thì cũng chết rồi. Có gì đâu mà căng, 1-0 ngọt rớt. Này nè, đứng này, núp này. Núp này, ôi ôi, bắn thế không trúng ấy. Phải tèo, cái đấy mà bắn trúng chắc là nửa cây nhỉ. Qua đây mình đứng mình gồng mình bắn chơi. Đâu rồi, con hàng đâu rồi. Này thì trời ơi, nó lại đứng xa nữa rồi. Vãi, không trúng. Trời ơi, chơi con tướng này khó vãi. Mình cảm giác vì tướng này khá là khó chơi ấy mọi người. Này thì không trúng hộ cái này, một phát vào mông. Ôi ôi, nửa cây máu ra đi mà không lời từ biệt. Cần gì phải tốc biến đúng không? Cần gì phải tốc biến, này là gì? Nào vào đây. Bắn này. À ra kìa. Này, ôi, nó đứng như một vị thần kìa. Bớ người ta. Tôi thấy nó rồi nha. Tôi thấy nó rồi, xong quéo con cua.
Này thì ra này, một nhát, trời ơi, ôi trời ơi. Mọi người thấy mình bắn ghê không? Một phát chết luôn, bị từ ra queo con cua luôn, trời đất ơi. Sợ, sợ ngay. Sợ, sợ quá, sợ quá. Sợ. Này thì không sợ này, xong sợ này à. Butterfly đang lao vào những một vị thân. Không biết chị ấy có làm được cái điều gì không? Vâng, quá hay, chị ấy không làm được gì hết. Thật tuyệt vời. Ăn rồng đi bạn ơi. Bạn đi rừng bạn cứ chăm lo ăn rồng cho mình nhé. Đấy, còn việc ganh thì bạn cứ gọi là yên tâm. Tại vì mình đang rất là đáng sợ. Này thì không về này, đứng nhây này. Này đứng nhây này, đứng nhây này. Đứng nhây này, ôi ôi, một pha tốc biến bật chung quá lợi hại của anh Elju. Trong tay của anh Hảo. Anh ấy giống như một vị thần. Bùm chiu. Quá dữ. Đó, mọi người thấy Elju ghê không? Trời ơi, mình bắn mà lại chả ghê tí nào. Em là em bắn kinh lắm đấy. Trang bị kiếm kiếm Phoenix à? Ok ok ok, kiếm Phoenix à? Ok, có Fendi đúng không? Nành Fendi, kiếm Fanny, nành Fendi. Ok 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 ok. Mình sẽ trang bị cho nó cái trang bị thứ hai nha mọi người. Mình nghĩ rằng lên cái trang bị gì thì cũng mình nghĩ là ổn thôi. Bắn một phát nè, quá dữ. Bắn một phát rồi, một phát rồi. Một phát rồi, một phát rồi. Hãy xem tới đây, hai phát. Quá dữ. Hai phát rồi, hai phát rồi. Phát này là đi luôn này. Béo. Bụp. Ôi mình nghe ơi, vẫn còn tí máu kìa. Bắn cái béo rồi, thế mèo nào vẫn sống. Mình tưởng ba phát là chết luôn chứ. Trời ơi. Cái chiêu một của vị tướng Elsu này thì lúc đầu thì nó khá nhỏ. Nhưng mà càng tăng cấp lên ấy thì nó càng rộng. Càng đến cấp cuối nó càng to. Còn gọi là càng nhỏ là càng to, mà càng cấp to thì càng bự ấy. Trời ơi, ngon ngay. Úi giời. Úi giời ơi. Úi giời ơi, ngon tuyệt vời. Hư nè, một phát hết sạch quái luôn, quá hay. Kiếm chuối đúng không? Đúng không, Crack? Một phát bắn này. Trời ơi, bắn quái hết luôn. Đúng rồi, lấy trụ anh ơi. Lấy trụ, lấy trụ, lấy trụ, lấy trụ, lấy trụ. Ganh mình chứ nè hả? Vãi cả ganh mình chứ nè. Ăn trụ, ăn trụ, ăn trụ, ăn trụ. Ăn trụ đi, ăn trụ đi, ăn trụ đi. Ăn trụ đi, bắn này, bắn này, bắn này. Bắn này. Một bắn này, eo ơi, sao bắn vào đấy hút được nhở? Tào lao thế. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình phải tỉa nó mới được. Con hàng này, ôi ồ, nó đấm mình kìa. Đờ mờ đó. Đấm đau quá. Rồi, Suka ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh gì ơi. Ôi ôi, chết em rồi. Rồi rồi, vỡ mồm em rồi. Trời ơi. AD không bữa trụ đi cậu hả? Nó trụ có lính đâu bữa, nó xa quá. Chiêu 2 của nó đâu có bắn được xuyên trụ đâu. Trời ơi, bạn ấy kêu AD không biết bữa trụ đi cậu à? Không phải cà tèo. Không phải, cái con này nó đâu phải giống như treo nát hay Violet hay là John đâu mà đứng ngoài mà mình tỉa trụ được. Chiêu 2 con này nó đứng ở ấy mà. Tầm bắn đâu có bắn được giống trụ đâu. Khó chơi thật sự luôn, khó chơi mọi người ạ. Mình cảm giác như vị tướng Elsu này rất là khó chơi. Hôm mình khi mà mình làm clip giới thiệu về Elsu thì có một bạn kêu là vị tướng này là khá là mạnh nhưng mà rất là khó chơi. Tại vì bạn ấy từng chơi ở Vương Giả Vi Diệu rồi thì bạn ấy biết. Thì mình có đọc được comment đấy. Thì mình công nhận bây giờ thì mình cũng nghĩ rằng khá là khó chơi đấy. Mà vị tướng này nó không hợp với mình nha mọi người. Bắn một phát này nó kiểu gì ý. Bắn thì mạnh mà tỉa thì xa. Nhưng mà cái quan trọng ấy nó thủ khá là yếu. Nếu như mình đứng. Ôi 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 ôi. Úi giời ơi, ngon. Úi giời ơi, bạn lao vào trụ mà sống này. Kiếm chuối này. Chuối không? Kiếm chuối không? Thích kiếm chuối không? Bắn cho nát đất luôn này chứ kiếm chuối. Giữ được tầm bắn thì tốt. Nhưng mà nếu mà nhưng mà trong combat thì nó bắn khá là chậm. Thật sự con này bắn khá là chậm. Vì tướng này bán được bằng quân huy khá là rẻ. Hình như có chỉ có 300 mấy quân huy thôi mọi người ạ. Ui ôi ra kìa. Ê ê ê, tôi lên kiếm chuối. Chứ có nhiều bạn kêu là bảo đá quý. Làm gì đá quý, quý đâu đá quý.
đá quý này thì chỗ này mặc dù sát thương của nó xa mạnh, nhưng mà nó lại có cái điểm yếu, đó chính là nó bắn rất là chậm, bắn rất là tù. Nếu như mà con này sử dụng chiêu là chính, còn đánh thường thì nó không ăn thua, nó chơi chậm lắm mọi người ạ, đánh rất là chậm luôn. Thế nên mình cảm nghĩ về trận đầu tiên mình chơi về vị tướng Elsu này, cũng như là lần đầu tiên mình chơi vị tướng này thì mình thấy như vậy. Nhưng mà chắc có lẽ là mình do mình chơi vị tướng này ít, đâm ra mình cảm thấy nó vậy, không hay. Nhưng mà có lẽ sau này mình chơi nhiều thì mọi chuyện đều có thể thay đổi. Phéo! Ôi ôi, tính cãi con rồng của mình khó quá. Zuka kìa, vào đây, bắn cái cuối vào đầu nát đầu này. Đông như quân nguyên này, bắn một phát ngay vào vị tướng. Slim thêm bạn, quéo con cua liền. Này thì Slim này. Cái này nó mới đang dính đây, máu cho mình quá ít luôn. Thật sự là quá ít luôn, Alice ăn được cái đội tài con rồng rồi. Trời ơi, bắn luôn rồi đó. Trời ơi, quéo con cua luôn rồi, hay quá. Tuyệt vời. Cái tay mình cũng đã giết được 4 mạng rồi đấy. Nói mình không biết chơi đấy chứ, nhưng mà cũng hơi bị ghê gớm, không phải vừa đâu. Ngộ không hy sinh ăn trụ đi, cần như vậy hy sinh. Trụ này bắn cái péo cái là ngoéo con cua ngay, có gì đâu mà phải căng nhỉ. Đó thấy không, bắn này bụp một phát này, đó. Có gì đâu mà ngộ không phải hy sinh nhỉ. Vừa vần đặt một cái bẫy ở đằng trước. Rồi, đó mọi người thấy không, cái bẫy bây giờ nó tầm nhìn rất là xa luôn. Wow. Các bạn chơi vị tướng Elsu này, các bạn đặt bẫy nó xa xa một chút nha. Đừng đặt gần quá. Đặt gần quá thì nó sẽ không có tầm nhìn đâu. Mình đặt ở trong mấy cái bụi lùm giống như vị tướng Lilith ấy. Elsu này thì núp. Cái siêu một của vị tướng Elsu này các bạn có thể phá giải được nó nhá. Nếu mà đi vào đó thì mới phá giải được. Chứ nếu các bạn mà thấy nó núp này, eo mình đặt cái bẫy kia mà không ai thấy kìa. Quá hay, không ai thấy luôn. Một nhát vào đầu, eo không chết à? Sao vậy? Đó là đặt cái bẫy kia không ai thấy luôn, quá đẹp luôn. Anh thì đẹp trai, còn tôi thì đẹp gái. Ôi, nó núp mình đặt một cái bẫy ở đây, méo ai thấy luôn, quá lời hại. Tuyệt vời không mặt trời. Quá hay. Nghĩ rằng vị tướng Elsu này thì đi đường giữa chắc cũng được. À đây chạy đâu hả? Chạy đâu? Cái gì? Zuka nó ngu quá thôi. À, chửi đồng đội rồi đó. Gắt vậy men. Lao vào mà kiếm chuối đây. Đúng rồi, lao vào đây. Ê, có chuối. Định mệnh. Thế mà không bắn được nhở? Trời ơi, bắn phát nó là con Slim chết mình rồi. AD cứ làm gì không biết hả? Ủa, bạn ấy làm gì đậu phộng? What the fuck? Bạn ấy kêu mình có làm gì không biết? Trời thật chứ, con này nó không giống như những vị tướng khác mà hổ báo đâu. Đứng ở ngoài tỉa thôi. Ôi ôi, gần chết kìa. Véo con cua luôn. Véo con cua vị tướng ra luôn. Cái con tướng này nó không có giống như những vị tướng sở thủ bình thường đâu. Bạn ấy kêu là AD làm cái méo gì không biết nữa. Con này đứng xa giữ khoảng cách bắn tỉa thôi, chứ nó không phải là con mà lao vào hổ báo và vào đội hình đối phương bắn nó nát đứt đâu. Rồi lao vào đội hình đối phương nó quánh nhéo con cua chứ ở đấy mà lao vào, đứng bắn sai bắn tỉa thôi. Đây ví dụ như này, bắn tỉa này. Này thì ô ma này, eo bắn nó tí máu ấy, đậu xanh bắn chiêu hai mà tí máu ấy. Núp phải nữa. Mày cái bẫy rồi. Giờ phải kiếm chỗ nào đặt cái bẫy cho bên trong không có tầm nhìn cái nên mình ngon ngay. Rồi phức hợp kiếm luôn. Nhanh Penny luôn. Quá dữ. Cái gì mình cũng trang bị luôn rồi đó. Ba món này chùm rồi đó. Này bắn này. Một nhát. Ếu, tôi bắn nó con màu đỏ hả? Vãi lèo. Chơi nó luôn. Một phát nát đầu luôn nè. Sao? Động xanh con Slim nó phóng trúng mình cái choáng luôn. Này thì đấu với cả đầu gấu này. Tôi tới đây. Hãy xem tôi đây. Yeah. Eo méo, bắn được tí máu. Vãi cả tèo. Đuổi theo nó, bắt nó.
Ở đấy con này đi chậm không? Nó di chuyển là khá là chậm. Nó di chuyển khi khá là chậm. Khi vào được tàng hình nó di chuyển là nhanh. Có chuối. Đứng lại đó cho tôi. Đứng lại đó này. Đây thì chạy này. Chạy đi đâu chứ khỏi nắng bây giờ. Chạy đâu men. What the hell men. Sáu mạng rồi. Ôi, nãy giờ cố gắng lắm cũng cae được 6 mạng rồi. Dữ, quá dữ. Quá ngon luôn. Phê. Eo ơi, tao nó núp kìa, nó núp lùm kìa. Mày núp lùm đúng không? Này thì núp lùm này. Trời ơi, mình đặt cái bẫy ở bên trên góc kia nó quá hợp lý luôn. Nó núp bên này mình nhìn thấy hết. Này thì ơi, chạy. Mẹ ơi, nó làm một phát. Hết hồn này. Đứng đây gồng mà bắn tỉa thôi. Mà công nhận hôm qua cái clip trước có một cái bạn đấy comment đúng chuẩn luôn. Con này vào đứng tỉa bắn tỉa tỉa cấu rỉa thì mạnh, còn vào giao tranh nó rất là tù. Mẹ nó ngu cái gì bắn violet chết luôn này. Đứng lại KS một cái coi, không cho KS đúng không. Này thì không cho KS này, đúng là cấu rỉa thì mạnh thật đấy. Nhưng mà vào combat nó mình cảm thấy nó khá là tù. Đấy là mình cảm nhận đầu tiên mình thấy như vậy nhá. Còn các bạn chơi mạnh hay không thì phải từ từ đã. Hiện tại thì mình cũng chưa dám nói đi điều gì. Tại vì trận này mình chỉ đi test tướng thôi. Trận đầu tiên mình chơi luôn đấy. Chính xác là trận đầu tiên mình chơi về vị tướng Elzu này luôn. Không biết có được MVP không ta. Úi xời, MVP ngon ngay. Ok, mình được MVP rồi nè. Trời ơi, đi test tướng được MVP. Quá dữ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của mình nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Có bạn nào chơi vị tướng này chưa, có cái mẹo gì thì có thể chỉ cho mình với nha.